Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một video hướng dẫn cho các bạn cách cài chat GPT trên điện thoại nha. Thì sau khi mà các bạn đăng ký tài khoản chat GPT thành công thì chúng ta có thể dùng chat GPT trên điện thoại hay là máy tính. Và thay vì mỗi lần sử dụng chat GPT, bạn cần phải đăng nhập truy cập trang web theo từng bước, thì chúng ta có thể cài chat GPT trên điện thoại ngay ở trên màn hình chính. Thì việc cài chat GPT trên điện thoại ở màn hình chính sẽ giúp chúng ta truy cập nhanh hơn. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào đường link mà mình đã để trong phần mô tả nha. Thì nó sẽ hiện ra như thế này. Tiếp theo là các bạn nhấn vào ba dấu chấm ở cạnh trên bên phải màn hình điện thoại nha. Mình sẽ nhấn vào. Tiếp theo là mình sẽ nhấn vào thêm vào màn hình chính nha. Mình sẽ nhấn vào thêm vào màn hình chính ngay cái phần này. Ngay phần này nha, mình sẽ bấm vào thêm màn hình chính. Rồi các bạn có thể đổi tên cũng được, hoặc là không thì để im vậy. Thì mình sẽ nhấn vào thêm. Rồi mình sẽ nhấn vào thêm vào màn hình chính nha. Mình sẽ nhấn vào. Thì như vậy là chat GPT đã được thêm vào màn hình chính trên điện thoại của các bạn rồi. Mỗi lần các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần click vào trên màn hình chính. Rồi các bạn đăng nhập là các bạn đã có thể sử dụng rồi.